Xin kính chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem một cái miếng ruộng mà của nông dân người ta kỹ thuật người ta làm, người ta chia sẻ lên cho các bạn xem ha. Thì hiện tại thì mình thấy miếng ruộng này thì rất là trúng và cái màu sắc nó cũng rất là đẹp ha. Đó. Thì giống thì người ta xạ khoảng 24kg, 24-25kg các bạn. Đó. Thì cái màu sắc thì mình thấy là hiện tại là mình đang cắt vào cái ngày này là bữa nay là 30 tháng 5 các bạn, như là đầu tháng 6 ha. Thì cũng trong hổng gài thì cũng thấy mưa gió đồ này kia cũng lai gai chứ không phải là yên ổn gì ha. Nhưng mà cái màu sắc lúa này thì mình thấy quá đẹp, do đó nên mình quay chia sẻ đến anh em và các bạn xem. Một cái bông lúa nó dài 170-180 hạt là bình thường ha. Rồi là cái kỹ thuật này người ta đi phân á, thì hiện tại lúa này người ta đi là không có đi là NPK các bạn, là đi phân đơn không à, là hồi nhỏ thì đi phân lạnh, cử 2 cử 3 bắt đầu là đi phân lạnh với DOP. Đó là cái vụ này ha, mình nói cho anh em tham khảo thôi, còn mỗi người mỗi làm mỗi khác nhau. Lúa này, dàn lúa này thì mình thấy cũng khá là trúng, do đó là mình quay chia sẻ đến anh em xem là từ đầu rồi tới cuối vụ luôn, là cái lúa này là người ta giải khoảng 70-80 kg phân. Thì ở đây là đào hữu cảnh của kinh cốc các bạn. Thì lúa này thì mình đánh là chắc cũng khoảng là cỡ 900 chứ không ít đâu. Cử cuối thì chú chia sẻ là chú nói là xịt tin với Philia. Tin xịt bè với Philia. Thì cái màu sắc của nó nè, các bạn thấy nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp lúa nè. Đùm thấy mê không? Bạn nói nè. Thì lúa vô tấn nó dễ lắm các bạn. Nhìn yêu cầu mình lúa điều là mỗi một mét vuông như vậy đó, là khoảng 1 kg là 1000 mét vuông là nó là 1 tấn. Còn nếu mình tính công tầm lớn là 1000 mét vuông là 1 tấn 2. Đó, thì nó không đều thì nó cũng từ 800-900 kg lúa này, từ 900. Cử đầu tiên là mình giải cái gì? Lạnh không à? Cử đầu tiên là giải lạnh. Rồi có giải phân lót không? Không. Không giải phân lót à? Giải 4 5 ngày. 4-5 ngày rồi giải phân lạnh. Rồi tiếp theo đó là cộng DOP chưa? Cử nhì với cử ba là DOP với lạnh. Cứ gì hoài á, cuối là bắt đầu mới rước hạt mới có kali thôi. Vậy là đầu vụ tới cuối luôn không có kali, chỉ có là rước hạt thôi. Dạ. Yeah. Vậy là cái cỡ 70-80 kg phân. Cái thử ruộng này quá đẹp. Mình rước hạt cái gì với cái gì? Hạt lạnh với kali. Lạnh với kali ha. Là một công nhiêu ký? Trong cái bán cỡ chục ngoài ký hả? Chục ngoài ký ha. Cái dàn bông nó quá đẹp. Cái bông nó chín rồi mà cái lá nó còn xanh quá đẹp. Cử cuối mình xịt cái gì ta? Chung. Cuối xịt tin với bù an. Tin với bù an không ha. Có sâu gì thì cộng sau đó vô. Quá đẹp rồi. Yeah. Lúa này chắc cỡ 900 mấy ha. Sợ cái vụ này nó vô không ngon thôi, chứ nếu mà lúa này mà gặp mùa đông sưng là cả tấn mấy luôn đó. Tại vì lúa nó bị chuột cắn chính giữa lẫm lẫm rồi, chứ dàn bông thì vô đẹp nữa không. Vậy là cỡ 80 kg phân hết ta. Đấy các bạn, thì nói chung thì anh em là máy cũng đông đông rồi, xong rồi đi qua đi lại đều là ai cũng khen cái miếng lúa chúng màu sắc đẹp, lá xanh ha. Thì chú nói là chú cũng có giải phân rước hạt là lạnh với kali chính, cũng như là nửa bông rồi cái đầu chú mới giải phân rước hạt ha, lạnh với kali ha. Cái lá thì xanh dữ lắm, xanh dần, còn cái bông thì quằn cúp xuống luôn. Cái màu sắc thì rất là đẹp, so với những cái miếng lúa xung quanh là những miếng này là đạt nhất luôn. Nó thì cái mùa này thì mình thấy là làm được như cái này thì cũng khá là được, êm ok. Yeah, do đó nên mình thấy là mình chọn những cái miếng lúa đẹp để mình chia sẻ đến anh em và các bạn xem. Đó, anh em thấy có học hỏi được cái kinh nghiệm gì thì học hỏi hết bạn. Nói chung mình nông dân mình trao đổi với nhau để cùng phát triển. Ở đây thì mình thấy cái gì thực tế thì mình chia sẻ cái nấy thôi, chứ mình cũng không có
bậy bạ trên này được các bạn. Nè các bạn thấy nè, chín nứt hạt luôn, chín nứt hạt luôn, có cậy luôn. Nè, các bạn thấy một nấm của mình mà nó như vậy nè, nó trúng dữ lắm luôn. Trúng dữ lắm. Cái bông của nó là dài, gang tay của mình 2 tấc 2 á, nhưng mà cái bông của nó là dài hơn cái gang tay của mình á, dài. Mật độ xạ là 24-25 kg giống thì các bạn thấy là nó đâu có thừa đâu, nhưng mà cái bông nó dài như vậy á. Thì chú nói là chú xạ 70-80 kg phân ha, 25 kg giống, rồi xạ phân rất hạt cỡ cuối. Đó. Thì cái đó là cái xạ phân rứt hạt cứ cuối là chú nói là chú xạ là xạ phân rứt hạt là chú nói là chín nửa bông rồi chú xạ phân rứt hạt các bạn. Quá đẹp. Ở đây là đào hữu cảnh các bạn. Đào hữu cảnh. Đào hữu cảnh kinh cấp. Ở trên này là giặt, trên này là 13, ở dưới này là số 10 các bạn ha. Giặt cái nhà trước mặt mình đó là 13. Các bạn thì hôm nay thì cắt mi một cái diện này cũng khá là rộng các bạn, thì mình quay riêng cái miếng này để mình chia sẻ cái kỹ thuật của chủ ruộng này cho các bạn xem thôi. Tại thì máy xuống ruộng ha. Hai chiếc 70 vô cái miếng này thì cắt mấy hồi banh nè. Ruộng nè các bạn, quá trời cái dàn lũa ở đây nè. Chú xạ phân sao mà cái cắt sớm mà cũng êm quá ha, không có gà cắt lúc hàng vậy là êm rồi đó. Chú xạ phân sao mà cái bông với cái lá đài nó bằng nhau chú, canh sao cái nè, cái này dạ cái bông với cái lá đài nè thấy không? Xé đồng. Xé đồng là mình xé lên cái thời điểm này sao? Ly gửi là mình giả ha. Thân gửi. Dạ. Cỡ như nó bằng cái lẹm này, đầu cái lẹm này có bù nhùi đó ha. Dạ. Chứ không phải là mình kiếm bao nhiêu ngày chính xác đó hả chú? Không, cái này xé đồng nó được. Dạ. Mình xé đồng là mình giải. Dạ. Chỉ là muốn cao nữa là đồng 2 phân. Mình muốn cái bông này nó cao lên. À. Là cái đồng 2 phân. Còn nếu mình muốn cái tháp lại là cái đồng nó là cỡ phân rưỡi thôi. À, cả một ly rưỡi á chứ không phải phân rưỡi nhiều lắm. Dạ. À. Quá đẹp. Bữa nay bán được mấy ký chú? 7,5 hả? 7,5. 7,5 cơ mà. À, ở đây thì hiện tại chú bán được 7,5 ký các bạn. Cái này nó bị cái gì ta? Cái này bị vi khuẩn. À vi khuẩn ha. Trong ra mùa này mùa mưa. Dạ, cái gì là quá đạt rồi chứ. À, các bạn thấy cái dàn lúa nè. Chú xài cỡ 80 ký phân đó bạn, 70-80 ký phân. Là đó mình rước hạt là bao nhiêu ký phân ta? Tùy theo, nếu mà lúa mình thấy ấy, thì mình xạ cái 12-13 ký. Dạ. 5 ký cali. Nè. 5 ký cali, 6-7 ký lạnh. À. Cỡ như 6 ký lạnh, 6 ký ly gì đó ha, tùy theo cái màu lúa ha. Từ đầu cho tới cuối vụ luôn mình xịt có bao nhiêu cỡ thuốc chú? Không, cái mùa này không có vụ mà cỡ được, tại vì mùa này nó thời tiết nó ấy. À. Cứ thấy đấy chừng xịt hoài ha. Dạ. Má nhà. Dạ. Máy ba nhà các bạn, do đó nên chú xịt ha, quá trời trúng rồi.
Lúc này thì có coi chừng vô tấn luôn chứ đỡ nó 950 vậy. Quá trời trúng. Quá đẹp. Đây các bạn. Rồi mình quay chia sẻ đến anh em và các bạn xem sơ sơ vậy thôi ha. Thì lúa này mình thấy rất là đẹp. Chiều cao thì rất là cao. Rồi đây là máy cắt 70 xuống ruộng nữa các bạn. Nó trúng luôn mình ha. Rồi nè. Nấm của mình nè. Cái này mình có biết là giờ vốn một công có nhiêu tiền không mấy chú? Chưa có tính được. Chưa tính à? Thì có cái gì thì mình chia sẻ đến anh em và các bạn xem cái nấy thôi. Còn vốn thì chú chưa có tính vô đó nên chú không có thống kê được. Có chỗ cả. Mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình các bạn. Thì hôm nay thì video của mình cũng đã dài ha. Thì chi tiết video thì mình cũng đã nói lên được cái lý do mình quay cái video này, cũng như là mình muốn chia sẻ đến anh em và các bạn xem cũng đã hết cái nội dung. Do đó nên là mình xin kết thúc video. Anh em muốn biết thêm chi tiết thì thỉnh thoảng thì bình luận vô trong cái video của mình á. Rồi anh em nào có biết thì chỉ giùm ha. Còn thì cái này thì mình quay chia sẻ đến anh em thì mình cũng tham khảo ý kiến của chủ ruộng á. Do đó nên có cái gì thì mình chia sẻ đến cái nấy thôi. Chứ mình cũng không phải là ý kiến gì của mình.